Anh Huy ơi, mặt em như này hợp kiểu tóc gì ạ? Anh Huy ơi, làm sao để xác định khuôn mặt mình là dạng gì ạ? Đây là kiểu câu hỏi mà rất nhiều bạn đang thắc mắc. Làm sao để xác định được khuôn mặt mình là hình dạng gì để mà chọn kiểu tóc cho phù hợp nhỉ? Ừ thì thông thường chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hai kiểu khuôn mặt, đó là mặt tròn và mặt vuông đúng không? Nếu như soi gương mà thấy mặt mình giống Doraemon ăn bánh rán ấy thì tức là bạn có một gương mặt tròn, còn nếu nhìn vào gương mà thấy trông giống Batman thì đó là một khuôn mặt vuông. Thế nhưng giả sử bạn có một khuôn mặt vuông nhưng lại đang trong quá trình tăng cân, mặt toàn thịt là thịt thì soi gương nhìn vẫn giống Doraemon ăn bánh rán. Chưa kể là ngoài hai kiểu face shape trên thì chúng ta còn có oblong mặt dài này, diamond mặt kim cương, triangular mặt tam giác và oval mặt trái xoan. Mà mấy cái kiểu khuôn mặt đó thì rất là khó để xác định bằng mắt thường. Vậy thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xác định kiểu khuôn mặt một cách chuẩn xác nhất dựa trên giải phẫu học nhé. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thước dây như thế này. Nhà nào cũng có sẵn thôi. Nếu mà không tìm thấy thì cứ hỏi mẹ nhá. Các bà mẹ của chúng ta có một cái siêu năng lực, đó là có thể tìm thấy tất cả mọi thứ mà chúng ta cần chỉ với một câu thần chú: tao ra mà tìm thấy thì mày chết với tao. Rồi bây giờ hãy đo cho mình bốn thông số sau và ghi ra giấy nhá. Đầu tiên là phần trán, nó sẽ được đo từ phần xương nhô lên ở hốc mắt bên này sang phía đối diện. Thường nó chính là điểm ở đuôi lông mày các bạn đấy. Tiếp theo là gò má, nó chính là khoảng cách giữa hai phần xương nhô lên ở má này, các bạn thấy không? Tiếp theo là xương hàm, jawline. Nó sẽ được đo từ điểm bắt đầu của xương hàm bên này và đối xứng sang bên kia. Và cuối cùng là chiều dài mặt, sẽ được đo là khoảng cách từ điểm đỉnh của phần trán này đến phần cằm của chúng ta. Có hai số đo mà các bạn cần phải lưu ý, đó là chiều dài mặt và phần gò má này. Chúng ta muốn hai số đo này theo đường thẳng chứ không phải là đường cong. Thế nên hai số đo này thường phải trừ đi khoảng 1 đến 3 cm. Ông nào mũi càng cao thì càng phải trừ đi nhiều, bởi vì các bạn biết cái phần mũi nhô ra này nó sẽ khiến cho lúc chúng ta đo nó bị thành một đường cong chứ không phải là đường thẳng. Lưu ý là các bạn cần phải đo chính xác nhất có thể nhá. Cố gắng kéo căng cái dây ra, đừng để nó bị trùng. Ok, sau khi đã có đủ 4 số đo trên thì sau đây là công thức để xác định kiểu khuôn mặt của bạn. Các bạn sẽ có một khuôn mặt tròn, round nếu như phần gò má và chiều dài mặt có số đo bằng hoặc xấp xỉ bằng nhau. Cả hai đều phải lớn hơn số đo của phần trán và phần xương hàm. Đồng thời trán và xương hàm của các bạn cũng phải có số đo bằng hoặc gần bằng nhau. Chúng ta sẽ có một khuôn mặt vuông nếu như tất cả những số đo vừa rồi bằng hoặc xấp xỉ bằng nhau. Dễ hiểu mà đúng không? Và tất nhiên phần xương hàm của các bạn cũng phải có hình dáng vuông vức một chút nhá. Tiếp theo là mặt dài, oblong. Thì phần chiều dài mặt phải lớn nhất, tất nhiên rồi, nhưng mà chưa đủ. Phần trán, gò má và xương hàm của các bạn phải có những số đo bằng hoặc xấp xỉ bằng nhau. Kiểu gương mặt diamond, kim cương sẽ có chiều dài mặt lớn nhất. Ba số đo còn lại phải theo thứ tự là gò má lớn nhất, rồi đến phần trán nhỏ hơn và cuối cùng là phần jawline, xương hàm của các bạn phải bé nhất. Các bạn sẽ có kiểu mặt tam giác, triangular nếu như phần xương hàm lớn hơn phần gò má lại lớn hơn phần trán, hoặc ngược lại, phần trán lớn nhất rồi đến phần gò má và phần xương hàm jawline của các bạn phải bé nhất. Chiều dài mặt lúc này không quan trọng, bởi vì đấy, nó sẽ là kiểu tam giác xuôi và tam giác ngược mà. Các bạn có hình dung được không? Và cuối cùng là oval, mặt trái xoan đấy. Nó sẽ phải thỏa mãn những điều kiện là chiều dài mặt phải lớn hơn phần gò má,
và phần trán của các bạn phải lớn hơn phần xương hàm jawline. Đồng thời hãy để ý xem là phần jawline của các bạn nó có dáng thuôn tròn như thế này không nhá. Ví dụ gương mặt của mình sẽ có số đo như sau. Phần trán là 13,5cm, gò má 11cm, xương hàm 12cm và chiều dài mặt là 21cm. Vậy áp vào những công thức trên thì mình sẽ biết ngay gương mặt của mình là dạng oval, mặt trái xoan. Xong, đơn giản chưa? Các bạn chỉ cần đo chính xác và áp theo công thức trên là có thể biết khuôn mặt mình là dạng gì rồi. Cái lưu ý ở đây là các bạn phải đo thật chính xác. Bạn nào gầy thì không lo, bởi vì các công thức trên nó được đo lường dựa trên khung xương. Nhưng nếu các bạn đang thừa cân thì có thể những số đo sẽ chưa được chuẩn. Hãy nhớ đây là các công thức được dựa trên giải phẫu học nên nó vô cùng chuẩn xác. Nếu như số đo của các bạn không đúng với bất cứ một cái công thức nào trên ý, thì rất có thể là các bạn đã đo sai rồi, giảm cân đi rồi à, đo lại nhá. Vậy sau khi đã biết dạng khuôn mặt và muốn tìm kiểu tóc phù hợp thì đơn giản là lên Google search theo cú pháp Men's hairstyle for round face, oblong face, square face, triangular, diamond, vân vân và vân vân. Rất đơn giản đúng không nào? Như vậy bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tự xác định kiểu khuôn mặt của bản thân chỉ với một cái thước dây rồi đấy. Đơn giản, hiệu quả và rất trực quan. Không còn cái chuyện phải ngồi nhìn rồi đoán mò cái kiểu khuôn mặt của mình nữa nha. Ok, nếu thấy video này hữu ích thì like, subscribe kênh YouTube channel này của mình. Đừng quên ghé thăm fanpage và website của Paradox Grooming để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm tạo kiểu phù hợp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.